dụ cho nó cái món đồ chơi yêu thích của nó. Đây, đây là món đồ chơi rất là yêu thích của nó. Bởi vì từ nhỏ Tương đã tập cho nó thích thu lượm mấy vật dụng bằng nhựa rồi. Bây giờ nó gặp mấy cái đồ dụng bằng nhựa là nó thích lượm lắm. Đó. Pick it up. Come here. Đúng rồi. Đây. Thấy chưa các bạn? À, nó chưa có biết gì là bắt cá đâu. Mà bây giờ muốn dạy cho nó bắt cá đó. Đây, cho nó dạy chơi nước. Tuyên đang hướng dẫn gái cá Tuyên bắt cá và lượm rác thải cho Tuyên đây. Và các bạn xem đây. Đây, pick it up. Tuyên quăng cái nút chai bằng nhựa xuống để kêu gái cá lấy cho Tuyên. Ok, cá là của con, rác thải là của người cá. Đưa đây cho người cá nào. Quickly, I need that. Pick it up, give it to me baby. That's right. Bắt được nó chưa nè? Đưa cho Tuyên nào. Ê, rớt. Lượm đưa hai tay đàng hoàng. Đây. Lên đây.